trường giá lạnh. Và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành già, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rách sao cho thương những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Thái sơn cao bao tầng,
ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Không bao giờ tìm được trên thế gian này. Giờ đây toàn thể cha quyến chỉ còn biết nhìn lên hình của thân phụ thì làm sao dơ đi được vết thương lòng, và làm sao ngăn được dòng lệ chia ly. Khi cha lành đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại, tội sai cha đi không trở lại, phương trời này con tiễn bước cha đi.
khỏi hành trang trong phút cuối chia ly, mạnh tan trắng phủ mái đầu con đại. Giờ đây theo chương trình đã đến giờ chính thức hành lễ nhập quan. Chúng con thành kính cung thịnh hòa thượng vị trụ chùa Pháp Tịnh sám trụ trong buổi lễ nhập quan hôm nay, thành kính cung thịnh hòa thượng. Dạ đủ hết rồi. Mình đưa gái rồi bà. Dạ. Đâu để mà để mình mốt lên đấy. Thế bây giờ mà là ước mặt của cha mà không có gì nuôi chúng con thành nhân chí dư trường đại, thật là đáng nêu gương một người trường ân cũng như cha của chúng con. Và hôm nay sống trên cõi đời đã 80 mấy năm, hôm nay là ngày để vĩnh biệt nơi cõi dương trần, về nơi miền dị lộ, tất cả chia tay cùng nhau, cha cùng con đôi ngã cách xa thì không bao giờ còn trở lại. Nhưng con biết lực vô thường, có đến thì phải có đi, nhưng sự ra đi của cha chúng con rất là đáng cho cái hương linh của cha chúng con. Sống đã như thế mà còn lo cho gia đình, trong lúc mẹ đã lìa bỏ cõi trần, cha con chừng 40 mấy 50 tuổi mà ở vậy để cùng dìu dắt chúng con trên đường đời. Hôm nay công viên quả mãn, chắc chúng con cũng còn nhớ, phải nhớ và nhớ cho thiệt nhiều, đó là cái gương mẫu cho thế gian. Vậy chúng con giờ phút đọc chương quan cho thân thủ chúng con. Chúng con nên nhìn lại một lần cuối cùng, rồi đây cha con sẽ chia tay cùng nhau trên cái đoạn đường mà sống bao nhiêu năm tạo ra các con, và làm tròn bổn phận người cha. Thì các con từ đây cũng hiểu biết rằng mình đã làm sao để làm tròn bổn phận người con khi cha và mẹ đã qua đời, làm sao cho đáp nghĩa thâm ân trong muôn một. Bây giờ đây tụi con nên lại một lại chí thành chí kính để dắt linh của cha chúng con được ăn rất nhiều thơ, ăn nhiều đà phận. Hey.
Lý thị Bích Hồng,
lễ lý thị bích sĩ lý thị bích viên nhân tức quỳnh phương trúc nghĩa tế bùi văn cát lê văn thịnh thạm văn hợp nguyễn phương lập bùi văn tài lê thị thanh thúy lê thị ngọc ánh phạm khánh linh phạm thị trúc linh nguyễn lý bảo châu thế gió văn chiến lâm mầm trường trần quốc tính đinh quốc đạt lâm quý minh cặp ngã thượng mỹ hạnh nguyễn trường nguyễn phát trần đức tâm gió thanh kiệt lâm gia khang tinh na ngọc thanh vi lâm minh hiếu hiền nam nữ tử tôn nội ngoại đại tiểu đáng thành tâm kính lễ kỳ siêu độ an linh quá giảng lý văn quý thọ tam quy y pháp danh chiếu châu sanh nhân thức niên hưởng thọ bát thập tứ tế tự trần ư đinh dậu niên ngũ ngoạt thập lục nhật kiếp thời nhi chung nam nữ tử tôn thành tâm kính lễ mười phương chư Phật đại Bồ Tát Bát Bộ Kim Cang Tam Bảo Thánh Hiền gia hộ hương linh sanh lạc quốc hiện tiền tan gia hiếu quyến nam nữ tử tôn đất quốc thọ vô cương pháp giới ánh dương đồng thành Phật hiểu nữ lý
tỷ bích phượng ly tỷ bích đào ly tỷ bích loan ly tỷ bích thanh ly tỷ bích lệ ly tỷ bích thủy tức quỳnh phương trúc hiền tới bụi văn các lễ văn tùng phạm văn hợp thần văn giỏi nội tông lý minh hoàng lý minh nhật ngoài tôn bùi thế ngọc mai bùi thế ngọc trang bùi thái hòa nguyễn trường nguyên bùi thế ngọc tuyền bùi văn tài lê thị thanh phi lê thị ngọc anh phạm khánh linh phạm thị trúc đình nguyễn lý bảo châu chào ghế võ văn chiến lâm hồng trường trần quốc tuấn đinh quốc đạt lâm huy minh cháu dầu trường mỹ hạnh cháu cô nguyên trường nguyên phát trần đức tâm gió anh kiệt lâm gia khang đinh ngọc thảo huy lâm minh hiến nam nữ tử tôn phổ phục linh tiền thọ phục kỳ nguyện quái giảng hương linh lý văn quy pháp dành chiêu chầu dứt vị thần hòn sánh năm giác phức hướng trung thọ bát thập tư tê giảng đừng dậu nên ngủ nguyệt thập lược nhịn dậu thời mệnh trung ấu hô cứ ngủ hai năm bốn trên ba trên ba tám bến dân đoàn phường năm quận tư nương nhờ tam báo lực chân linh quy chi linh sàn y chân minh lễ thọ phục sắc thần thế phù diệt linh linh nhất thấy trần ngay trừ câu quê nhì thấy trượt tâm thọ kỳ tan tam thấy u minh thành lục tư do màu thóc quá tóc dáng tây phương nhất các phát thọ phục dòng giá giáng thiên đường vì các phát thọ phục thử tôn tăng kiết thánh tam các phát thọ phục toàn tộc xung vinh thọ dạng dạng tới ngũ phục chi nhân thọ phục kỳ phục kể để luôn để luôn để ra này để ra để ra yeah.
đồ lối ta chân mi sơ tầng ba nhị bá hai lại nha bà sơ tỉnh gì tình tam triệu tình hương linh dị thắng ngang to toàn tướng kiện bị cây tu phẩm cũng chi nghi vô vô cùng có chuyện liên tiếng cao bờ tán tưởng nghĩ tùy niệm chi tưởng tận thần lai giáo mật ngôn biến thật biến thị chân nam mô tát bà ta các quá lời chi đề tam bồ tát tăng ba la hằng nam mô cố đô ni đạo giảng sanh thần chú nam mô a di đà bà dòng dĩ kim ngân phần quá kiền thiền lễ tứ ba đạo Phật cảm niệm công đức tùng tờ thích ăn trụ trên tùng tờ dùng nước dây lao trong gia đình lại bốn lạy rồi đứng dậy. Dương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Liên Tạng Dương Bồ Tát. Cha ơi hỡi 84 năm hiện hữu giữa cuộc đời, tình cha hướng con quấn vời nào kể tiếp. Kể tới khi mẹ Dương Trần Phúc Phong 40 năm cho lặng lẽ giữa cuộc đời dưỡng nuôi đàn con xa dài công dưỡng vô suốt một đời lặng đằng nghĩa sanh thành vương quân cả trăm năm bên đời con cha một bóng anh thầm luôn chở che bằng bóng râm dịu tấm lòng cha một đời con đông hiểu bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào tuy giá vắng sâu bầm dạt dào cho mà chẳng mong chút gì đời đáp rồi mai kia trên đường đời vắng nghèo con mới hay sâu thẳm tấm lòng cha luôn bao la mà cũng rất mặn mà tình cha đôi ngàn năm vang vọng mãi hôm nay các con các cháu quỳ trước linh tiền tưởng nhớ ân đức cha vì cha hiền khả kính tình phụ tử thiên hôn dị biên khối xương mờ di ảnh tình thâm trăm năm giấc mộng vĩnh hằng cha về đất Phật ngắm ngồi lòng con hiếu tử tới gia đình lại vô đi đạo giáp gia đình nào có sẵn gì không? Thánh niệm Di Đà nguyện giảng tâm hướng linh cha hãy về nơi Phật giúp con kẻ tính vì để lại từng thăm lễ những hoa bái. Chờ đến gia đình kế cái gọi nghĩa tình bằng non lấy chi tâm
từng cha, nay lễ ngọn con quỳ dân thần y, nguyện hướng đến cha cấp phước vạn lạc ban hiếu. Rồi, đến gia đình khác vô. Cha ơi, hỡi tình cha như cùng bác, như dòng sông lặng lẽ bên đổ bờ. Cha đắng cay với từng giọt mồ hôi, cha điêu mình chiều nắng mưa chẳng lòng. Bao năm tháng cha vui cùng con cháu, giờ đây hiền vị đầu, nguyện hướng lên cha tóc tóc vang lạc vang hiếu hoa lễ nhất bái bay cộng luôn ánh nắng từng cha dạt vào. Phân ly đàn con dài, cha về với cát bụi ngậm ngùi lòng con. Nguyện hướng lên cha tóc tóc vàng ngu đồ, về cực lạc vui miền nơi thắng thành. Vạn lạc vang
về nơi cực khổ Nam mô Tây Phương Thắng Cảnh Phật Quốc Gia về nơi cực khổ Nam mô Tây Phương Thắng Cảnh Phật Quốc Gia về nơi cực khổ Nam mô A Di Đà Phật chúng con càng con trẻ dạy thờ của cha hơn 84 năm cha hiện hữu dục cuộc đời 60 năm cha quằn quại gánh nặng và đã dưỡng nuôi các con khôn lớn thành người kể từ khi mẹ mất cha 40 năm vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc cho đàn con chúng con biết nói gì đây chỉ tâm thành hiếu kính cảnh lễ cha tâm tâm linh cầu nguyện cho linh cha luôn mãi mãi là cha của chúng con cha mãi mãi là cha của chúng con cha mãi mãi là cha của chúng con. Cô cùng trong
theo hướng chứng minh cho lòng thành của các minh đại A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, quý ni sư chùa Pháp Quang Thiền Viện, chùa Phổ Hương, chùa Pháp Nghiệp và vị sư cô an toàn, an nghĩa, chúng con vô cùng xúc động với nghĩa cử tình linh sơn pháp lữ mà chư huynh đệ cũng như sư chú đã thương đến gia đình của chúng con mà quan tâm ai phá để thắp nhang tưởng niệm cúng tụng kinh văn và hiến kính cho phong linh thân phụ chúng con. Tiếp dẫn đạo trường A Di Đà Phật. Nguyện thủ diệu vương dân biến mãn Phật thân giới, tiếng Phật phương pháp chư Bồ Tát, do biên thân dân chúng gặp nhất thánh hiền như khởi quan minh đài chúng con. Phổ quân chư chúng sanh đại trí dân thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phố. Chúng ta
là thụ lý vô thường và bỏ thân tứ đại. Đêm qua lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con coi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về núi nẻo đời. Hương đăng trà quả đến kính viếng cầu nguyện cho hương linh thân phụ chúng con về miền Tây phương cực lạc. Vì chúng con biết rằng sanh tử mang mang mộng vô thường, vĩnh hằng cha gửi sát thân cho về với cõi Phật cho vui miền lạc cảnh. Nhưng cõi ta bà con trẻ khóc thân tôi, không có một niềm đau thương nào bằng mà chúng con mất đi cha hiền mẹ kính. Mà hôm nay chúng con đã mất mẹ rồi, nay lại mất cha. Vì thế chúng con rất là đau buồn. Nhưng vì tâm tình của cô bác anh chị gì cũng như gia đình bác tham gia đây. Phật tử chùa Linh Phước, chúng con vẫn biết rằng vạn nẻo từng thăm từng ly biệt, cha về đất Phật ngậm ngùi có. Hôm nay miền dị lộ chạy theo vô thường bình, con trẻ mang mang khóc tuổi hờn. Giờ đây chứ thâm tình và tình cảm của ni sư, của nhị vị ni sư cùng toàn thể của vị Phật tử, chúng con thành tâm đê đầu cung thịnh. Quý ni sư cũng như toàn thể quý vị Phật tử vâng lâm về nơi ai xá của con, để nhất cứu nhất kệ ban
cầu nguyện cho hương linh thân phụ của chúng con nghe kinh thoát khổ và vãng sanh về Tây Phương Lạc Quốc. Chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài và toàn thể quý vị Phật tử. A Di Đà Phật. Kính thưa ni sư Lan Hoa, ni sư Lan Hảo, kính thưa cùng anh chị em trong tăng gia hữu quyến. Trong kinh Đức Phật có dạy rằng ngũ sanh ngũ tử, ngũ hình ngũ hoàng, thế sự vô thường, khổ không vô ngã. Nghĩa là đời người là vô thường, có sanh có tử, có hậu sao cơ trần bình mà từ trần. Sát thân tứ đại trả về nơi tứ đại, trở về nơi cõi tình an vui. Trong gia quyến đại định diện mất đi một người cha hiền cả kính, hạnh phúc cuộc đời đã tận tụy gian lao nuôi dưỡng các con ăn học nên người thành nhân kiên miệng. Cũng là một vị Phật tử thường thành tâm đạo Pháp. Suốt mấy mươi năm qua, khi thầy cùng sư quan sư phương về nói lên phước từ, chính là chú đã ủng hộ phát tâm công hòa hộ trì tam bảo cho đến ngày nay trong nhân quả này. Chú cũng như một người cha hiền cả kính, không bao giờ tìm được tấm lòng của người Phật tử như thế. Hôm nay vì tình thầy tổ, vì linh sơn pháp lượng chư Phật tử thương kính nhớ ơn và tri ân của người Phật tử đến đây đốt nén tâm hương hộ niệm chân kinh, hồi hướng công đức này kỳ nguyện hương linh Phật tử thí dân quý pháp chánh chín châu được cấp thoát tội ta bà vạn sanh về Phật quốc. Hôm nay thầy cùng quý Phật tử mà giờ đây xin hộ niệm chân kinh cầu nguyện cho ông được nhân quý quyền trở về thân cảnh thân phương cực lạc. Hương bất cùng thiên nhiên khơi thuộc địa thanh lương y dị pháp chi tâm nguyên sung tức khí tài phân chi nội chi diệm biến nam thập phương siêu nhật nguyệt chi quan qua đạt sơn siêu chi tu lại đổi lại con cái pin. Hai pin cái nó.
mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Ni Sư Thích Nữ An Hoa, kính thưa Ni Trưởng Thích Nữ Tắc Thanh, trụ trì Chùa Linh Phước. Hôm nay nghe tin cụ ông là cố Phật tử Chiếu Châu, là cụ thân sinh của Ni Sư An Hoa, đã xả báo an tường trở về tứ đại và nhàn du nơi cõi lành của mười phương chư Phật. Hôm nay chúng tôi là trụ trì thiền viện Hải Đức cùng nam nữ Phật tử đến trước giác linh đài của cụ ông, trước là thắp nén tâm hương để cầu nguyện cho chân linh của cụ ông nương nhờ Tam Bảo mà sanh về cảnh giới an lành, thảnh thơi tiêu dao miền đất Phật. Sau đó thành kính chia buồn cùng với Ni Sư Thích Nữ An Hoa cùng toàn thể tăng gia hiếu quyến, vì cụ ông mất đi là một sự mất mát không gì bù đắp được cho gia đình. Chúng tôi đến đây có chút ít phẩm vật và tịnh tài, trước là hiến cúng chân linh của cụ ông, sau mong gia đình chấp nhận cho phẩm vật và tịnh tài cúng dường này để tỏ được tấm lòng Pháp Lữ Đại Thừa trên bước đường học Phật và giải thoát. Ngưỡng mong Ni Sư An Hoa cùng gia đình chấp nhận cho phẩm vật cúng dường và lời ai biếu của chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng trò tòa chủ trì thiền viện Hải Đức, kính thưa cùng quý vị Phật tử, thật là một niềm hạnh phúc cho tăng gia hiếu quyến của chúng con hôm nay được thượng tòa hướng dẫn quý vị Phật tử thăng lâm về Ai Xá. Chúng linh cổ thân phụ chúng con có đôi lời ai điếu và thành kính dâng hương hoa trà quả phẩm để kính viếng hương linh thân phụ chúng con. Đó là một cái nghĩa tình rất là thấm thiết mà chúng con không sao thể đáp cho được. Vì tình linh sơn pháp lữ, vì tình nghĩa huynh đệ mà thượng tọa đã hướng dẫn quý vị Phật tử về đây để kính viếng và dâng lên lời tưởng niệm cầu nguyện cho hương linh thân phụ của con được về nơi Phật quốc. Chúng con vẫn biết rằng tình cha là tất cả, cha là cội tùng bách 84 năm hiện hữu giữa cuộc đời. Cha đã làm tròn bổn phận của một người con Phật, là một người Phật tử thuần thành đối với chánh pháp. Theo đối với gia đình của chúng con, mẹ chúng con mất sớm, cha 40 năm còn lại vừa làm cha vừa làm mẹ để dưỡng nuôi và dạy bảo các con thơ. Con không sao nói hết tình thương của cha đối với gia đình, vì thế con chỉ biết cầu nguyện mười phương chư Phật cũng như thần lực chú nguyện của chư tôn thiền Đức Tăng Ni Quang Lâm chú nguyện mà hương linh thân phụ của chúng con sẽ thừa tư công đức lực mà tóc thoát mê đồ trực vãng Tây Phương. Chúng con một lần nữa là xin thành kính tri ân công đức của thượng tòa cũng như quý Phật tử ban lời kinh nguyện cho chúng con được hương linh thân phụ của chúng con được thừa tư công đức Tây Phương thắng cảnh. Chúng con thành kính tri ân quý ngài. Và một lần nữa chúng con lại thành kính cung thỉnh thượng tòa chủ trì thiền viện Hải Đức cũng như quý Phật tử từ bi quan hỷ, ngày 20 tháng 5 âm lịch lúc 8 giờ sáng là ngày tiễn đưa linh cổ thân phụ của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đa Phước hỏa táng. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài cũng như quý vị Phật tử thân lâm tiễn.
con Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng tăng gia hiếu quyến đã chấp nhận cho phẩm vật cúng dường và lời ai điếu chia buồn của chúng tôi, giờ đây trước chân linh của cụ ông xin thắp nén tâm hương để tưởng niệm. Sanh năm Nhâm Tuất hướng thọ 84 tuổi, đại hạn ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu. Nguyện cố hương linh cố Phật tử chiếu châu, nương nhờ tam bảo lực tỏ ngộ vô thường vô ngã, sanh về cõi Phật vui. Lò báo đốt danh hương khói trầm quyển có khắp mười phương, tâm ai điếu chí thành dâng lên cúng dường chân linh cùng tỏ ngộ. Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát, Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát, Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát. Sau khi thắp hương tưởng niệm và chia buồn với gia đình, chư tăng và Phật tử nơi thiền viện Hải Đức, chúng tôi xin phép ni sư cùng toàn thể gia đình cho chúng tôi trợ niệm chiếu rọi nơi tâm tối. Phật đã phân thân đến đạo tràng, ngồi lại nghe kinh sanh về cõi tình. Pháp Phật sâu thì
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Bồ Đề, kính bạch ni sư Bát Minh chùa Đông Thạnh, kính bạch quý sư cô chùa Hòa Bình. Chúng con vẫn biết rằng vẫn biết tử sanh trong cõi tàn, hát lời về hay lỡ đánh phù quân. Nhưng hời ơi, cảnh tượng thì mặt giữa như trời, theo khi đánh cha mời chúng con có lao dòng đời cảm. Cha chúng con đã đi theo vô cùng thủy thế, mẹ mất sớm hơn 40 năm, cha là mẹ âm thầm nuôi chúng con cả đàn em đại cô ấy. Tuy hai chị em chúng con là An Hoa Phương Ân Thảo đã xuất gia tu học nơi mái chùa, nhưng tình thương của cha đang em nhắc nhở động viên chúng con trên bước đường tu học. Giờ đây cha hiền về Phật quốc, chúng con vô cùng vui thích ngậm ngùi, chỉ biết lời kinh tín tệ để cầu nguyện cho ngôi vua cha về với Phật quốc. Nay chư tôn hiền đức quý huynh đệ, vì tình nghĩa linh sơn pháp lữ, vì tình thương lớn gia đình chúng tôi thăng lâm về ai xá để kính viếng và dâng lên lời kính nguyện để cầu nguyện cho hương linh thân phụ của chúng con khi bay về Phật quốc. Chúng con thành kính cảm nguyện khi đây con đức của sư cô Thiền Đức Quy Thánh Huynh Đệ, và một lần nữa chúng con lại cảm nguyện tri ân và thành kính cung thỉnh sư cô Thiền Đức Quy Thánh Huynh Đệ. Vào ngày 20 tháng 5 âm lịch lúc 8 giờ sáng là ngày tiễn đưa linh cụ thân phụ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng, hỏa táng nơi nghĩa trang Ba Phước. Chúng con một lần nữa là dây đầu kính thỉnh quý ngài thân lâm chứng nhân cũng như tiễn đưa linh cụ thân phụ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con một lần nữa thành tâm chiến thành được thân phụ Di Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thân cận Bồ Tát chúng Bồ Tát. Bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm.
con là sóng chảy xiết nhau cao, cha là núi đứng làn và nhớ, cha dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng kính thưa toàn thể trong ban quý, hôm nay thành tình đối với cô Phương cũng được hôm qua hôm nay được nghe tin của anh Tâm phụ quý thì khoa giảng không thể được tự dân tộc về đây đốt nén thành hương để cầu nguyện cho thân hương ông phát danh Kiều Châu được danh thánh quốc và đây giờ trước linh thiền phụ ông xin nén thành hương cầu ông nhận tội chúng dâng lên để trở về với các bụi hư vô. Chúng con vẫn biết rằng phàm làm người trên thế gian không ai tránh khỏi một phút lâm chung mặc niệm Di Đà, nhưng phước duyên thật nhiều cho thân phụ cũng như gia đình chúng con. Khi thân phụ chúng con đột nhiên sức tàn lực kiệt thì Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hòa Long cũng như quý ni sư chùa Linh Phước cùng các huynh đệ đạo hữu Phật tử đã thăng lâm về nơi tư gia của chúng con để niệm Phật, trợ tán kinh văn, trợ niệm cho hơi thở của thân phụ chúng con mặc nguyên tịnh lặng về với nơi Phật quốc. Hòa Thượng đã ân cần hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con. Tình thương bao la của Hòa Thượng đã khai thị và niềm tin cho thần thức của thân phụ chúng con an nhiên tĩnh lặng, nghe kinh niệm Phật, hồn về chánh niệm với Đức Phật Di Đà. Thân ơn của Hòa Thượng, chúng con không biết sao đền đáp cho thân. Chúng con chỉ nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng luôn thân khỏe tâm an, để là hành trang hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học và giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân. Kính thưa quý vị Phật tử, quý huynh đệ đạo bạn bên Phật tử Đông Viên, Hòa Thượng là thầy của các vị đã hướng dẫn quý vị về nơi ai xá của thân phụ chúng con để kính viếng và thắp nén hương tưởng niệm. Chúng tôi vô cùng cảm niệm thâm tình đạo vị của quý vị Phật tử, và chúng con biết rằng thần thức của thân phụ của chúng con sẽ lắng nghe lời kinh tiếng kệ là niệm Phật của Hòa Thượng cũng như quý vị mà siêu sanh về Phật quốc. Chúng tôi cũng như toàn thể gia đình anh chị em trong tăng gia hiếu quyến xin nguyện tri ân công đức của quý vị và kính chúc gia đình quý Phật tử luôn hạnh phúc bình an trong chánh niệm và luôn là những người Phật tử thuần thành để hộ trì trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và một lần nữa chúng con thành kính tha thiết đê đầu
lễ Hòa Thượng, xin thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng, ngày 20 tháng 5 âm lịch lúc 8 giờ sáng là ngày tiễn đưa linh cụ thân phụ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng, nơi địa trang đa phước hỏa táng. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng cũng như toàn thể quý vị Phật tử đạo bạn thân lâm về ai xá chúng con để tiễn đưa thân cụ chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh. Yeah.